Dạ, em xin chào tất cả các cô chú anh chị đã xem và ủng hộ Thúy Si Bình Vũ. Vào khung giờ 8 giờ sáng hàng ngày thì em sẽ lên video và thứ năm hàng tuần cố định em sẽ nghỉ một ngày. Nhưng vì hàng về nhiều em phải chuẩn bị nhiều nên em sẽ nghỉ thêm một ngày là ngày thứ ba nữa cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào thứ tư ha. Hôm nay thì em sẽ lên là ví và cốp ta đi tiệc mấy cô chú anh chị. Rồi đầu tiên em này đi mấy cô chú anh chị. Một em đi xách tay đi tiệc mấy chị ha. Hai cái này là nó có hai dây nè mấy chị ha, cái dây nó còn rất là cứng mấy chị ha, nó phơm nó còn cứng khừ à. Rồi này là bản phản một phân à, em này nó giống như vải mà nó ánh ánh nó rất là sang. Rồi cái hình bông hoa, cái hoa bông, hoa bông hồng ha, mới tinh hả mấy anh chị. Rồi cái mặt này là mặt trước, mặt sau thì nó có một cái vết này mấy chị ha, nó hơi bị vàng vàng đây đó, một chỗ. Rồi ngay bên góc này đâu rồi, bên đây nè mấy chị, đây nó bị một chỗ vậy nè ha. Đó rồi ngoài ra bên hông nè mấy chị, nó rất là cứng cáp cái phơm luôn nè ha. Rồi vải nó trắng trắng phao luôn á mấy anh chị, mới tinh nè ha. Đó nó chỉ bị cái chỗ này, ngang sau thì y, mặt sau thì không có ngăn, rồi chỉ có một cái nút nút bấm anh chị ha, xách tay không có dây đeo. Rồi cái đây cái bên này nè mấy chị, cái mặt ngoài này nó cũng còn rất là đẹp luôn, lót thì nó sạch bóng, nó sang dễ sợ luôn, màu vàng. Lót ở trong cái vải nó cũng giống giống như cái vải này mà nó không ánh bằng mấy anh chị, nó không có kim tuyến nhiều bằng cái này. Rồi sang giật cô vô cùng luôn mấy anh chị, đây có một cái ngăn ha, thì cái miệng cốp nó vậy thôi nha mấy anh chị ha, mình không có, em nghĩ là không có mở ra được, là người ta làm cứng luôn, giống giống như vậy đã nó vẫn được này ha, nhưng mà em không dám mở đó, em chỉ hí được vậy thôi đó. Rồi bỏ điện thoại thì vô tư hết rồi nè. Cái size của nó là để em xem coi đâu rồi, 14 19 đó mấy anh chị ha. Đó vừa hết mà cái đáy nó rất là rộng luôn này, địa đựng ồ mấy cái điện thoại vẫn được luôn mấy anh chị ha. Này là còn tắt giấy rồi này kia là mấy chị, nó như mới luôn rồi đó nha. Đây ha, hàng ngực mới cứng đây, cái phơm của này mấy anh chị nó cứng khừ không có độn gì hết. Cao 14, ngang miệng là 17, ngang đáy 19, đáy 8 phân, em bán 200k, mã S42 mấy anh chị, S42 ha, hồng với trắng ha. Tiếp tục là một em màu hồng, cũng là cái vải á mấy anh chị, giống như cái này là em thấy nó, cái này thì mình nhìn rõ được là giống như vải xốp á mấy anh chị ha. Rồi người ta thiêu thiêu cái bông lên ha. Em này cũng mới tinh hả mấy anh chị, theo khoen khóa này mấy anh chị, cái dây á còn rất là đẹp luôn, nó sáng trưng này ha. Rồi cái phần miệng cốp rất là đẹp luôn, như mới nha mấy anh chị, đây bên hông này ha. Rồi đáy túi nè, đây đẹp gì nè mấy anh chị. Rồi em này cũng có một cái vết đây nữa mấy anh chị, đây ha, mà em không biết là có giặt hay ra, em không có giặt thử nha, em không biết là nó ra hay không đó. Được cái là nó rất là mới luôn mấy anh chị ha. Rồi cái vải này thì nó dày, rồi nó cứng nhắc, cái phơm này nó cứng hơn cái vừa rồi luôn. Cậu cứng dữ vậy, sao người ta làm gì khung người ta cứng dữ vậy ta, ngắt à mấy anh chị, bóp nó không có được luôn á. Họ vàng cái này nè, miệng cốp thì vàng ánh luôn ha, rất là đẹp, bị có một cái chút xíu chỗ này bên trong này mấy anh chị, bên trong cái em này rộng lắm luôn ha. Đây cái miệng này thì cái miệng túi này thì thoải mái nè mấy anh chị ha. Coi, mặt sao bên hông nó đẹp nè mấy anh chị, này cứng khừ luôn mấy anh chị ha, không trầy khờn gì luôn, rất là mới luôn mấy chị, không có một, em không thấy cái một cái vết trầy khờn gì trên cái phần kim loại này của cái miệng cốp ha. Rồi có hai cái ngăn nhỏ nhỏ mấy anh chị, cái này là cái vải này, vải gì màu giống như màu, nó giống như màu màu vàng vàng gì á, vàng 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 nhạt nhạt đó ha, sạch bóng mấy anh chị ha, rộng không có một vết dơ ha. Cái bên hông này thì nó là dài nè mấy chị, nó cũng dày dày nữa ha, như xếp như rẻ quạt vậy ha, khen khóa đẹp. Rồi miệng cốp rất là chắc ha. Size là cao 14, ngang là 21 rưỡi, đáy 8 phân, em bán 250k, mã S35 mấy anh chị, 250k mã S35 ha, một em màu hồng. Tiếp tục một em màu này màu cam, cái tông của nó là tông cam mấy anh chị ha, khoen khóa cũng đẹp vô cùng này. Nói chung là mấy em này mấy anh chị nó rất là mới nha ha, khoen khóa cái nào em thấy nó cũng còn rất là đẹp luôn. Đây cái tông này thì nó đi là cái tông vàng cam ha, rất là sang. Cái vải nó thì có ánh hay hay có ánh nhũ nhũ vậy nè ha, khoen khóa đẹp nè. Rồi em này cũng cũng không có thấy cái gì, là em này là không thấy lỗi nha mấy anh chị ha, cái màu nó tương đối như vậy đây, bên hông đây. Rồi bên trong là mấy chị, rồi bên đây là cái phá, cái miệng cốp này á thì nó mờ mờ mấy chị, nó không có làm độ xa sáng như là hai cái vừa rồi, sáng mờ. Bên trong em này là có cái phần lót á mấy chị, nó không có được đẹp ha, nó
nó không phải là xài dơ đâu anh chị, mà giống như là để giống như dạng để lâu hay sao, nó có vài cái chấm chấm đây nè, đây đó, có vàng vàng vậy đó anh chị ha. Có một à, cũng có hai ngăn, cũng là giải ha đó. Cái thường là mấy chỗ cái hai cái chỗ này là mấy chị nó hay bị xấu nha. Rồi bề ngoài thì nó rất là đẹp luôn mấy anh chị ha. À, cao 14, ngang cũng là 21 rưỡi mấy anh chị ha. Em bán 200k mã S41 mấy anh chị. 200k mã S41 ha. Size nó thì nó na ná nhau. Tiếp tục là một em màu ánh bạc mấy anh chị. Đây. Em này thì nó hình như nó ánh nhiều lắm, nó ánh bạc nhiều lắm. Rồi ngay chỗ này mấy chị mình nó không phải là dơ, mà em thấy chỗ này nó có hơi hơi sậm sậm màu chỗ này nè ha. Mình nhìn nó thì mình không thấy là vết dơ, mà là giống như là cái phần giống như em nói là giống như cái phần vải của người ta vậy vậy đó, nó bị vậy đó. Đó, bị ngay chỗ đó. Đây nè mấy chị ha, mình cái này thì em cảm thấy là giống như nó như bị xước xước chút xíu, mà mình rờ thì nó vẫn là láng tay nha ha. Đó, nhưng mình em cảm thấy là giống như vậy đó. Rồi, cái phần này đây. Cái này thì đẹp ghê này mấy chị, cái phần miệng cốp nè. Ồ cái này người ta ấy hoa khắc hoa văn ha. Đây đẹp lắm. Cái phen khóa cũng còn rất là đẹp. Cái về cái phần miệng cốp. Rồi, đây bên hông này mấy chị ha. Mặt trước, mặt sau, hông. Ở chỗ này nó có một bị một tí xíu vàng này ha. Đây. Rồi, size nó cưng vậy nè mấy chị ha. Sang. Bên trong, miệng cốp nào cũng rất là sát miệng mấy chị ha. À, lót màu xám bạc. Có có bông cái bông mấy anh chị ha, màu xám xám trắng. Rồi cái cốp này thì cái miệng nó cũng vừa như vậy thôi mấy anh chị ha, nó không có rộng lắm nha ha. Một ngăn nè, bên đây có một ngăn rồi có một cái gương nữa ha. Đây. Rồi nó có một cái gương vậy ha. Đây sạch sẽ mấy anh chị ha, em này rất là sạch sạch bóng luôn á. À 10 13 23 mấy anh chị. À, em cũng bán em này là 200k mã S43. 200k mã S43 ha. Đây, em này giống như là có hơi bị xíu chỗ này ha. 200k S43 mấy anh chị. Rồi em qua mẫu. Rồi, tiếp tục một em này. À một em này vải mấy anh chị ha. Em này là không có bóng gì hết ha, là vải bình thường thôi, nhưng mà cái bông của nó đẹp quá trời thôi ha. Đó, cái gam của nó là cái gam tối. Đây. Vải thì em thấy nó cũng dày chặt thôi, dày chặt nha ha, không có bóng như mấy em kia thôi. À, rồi cái này là mặt sau này ha, mới tinh nha mấy anh chị ha, đa số là hàng hôm nay là đều mới tinh nha mấy anh chị, không có lỗi gì, hầu như là chỉ có một vài em là cái lỗi trong bị vài vết thôi mấy chị, còn hầu như là tất cả là em thấy là hình như ok hết á. Ra màu nó đẹp, ở ngoài nó vẫn tối hơn nha mấy anh chị. Rồi cái dây nó nè mấy anh chị, cái dây nó nè, em vuốt cái tay này ha là nó láng lình luôn ha. Đó, nó không có bị xước tay mình nha ha. Rồi phần miệng cốp đây nè, đây nè, có hai cái này đẹp quá, sáng trưng ha. Rồi bên trong nè, rồi bề ngoài là không có lỗi gì hết nha mấy anh chị ha. Bên trong, à cái miệng cốp này thì nó không có to mấy anh chị ha, chỉ vừa vậy thôi nè, là cứng tay em rồi nha. Muốn kéo nữa thôi, kéo nữa sợ nó hư mấy anh chị, cái này là phải cưng nó nha. Có một cái ngăn mấy anh chị ha, lót ở trong là cái màu đẹp lắm, giống như màu gì, màu dâu à. À, sạch bóng mấy anh chị. Rồi, có cái nào cũng đang ngon lành. Cao là 14, ngang miệng là 18, ngang đáy là 21. Em bán là 250k mã S42 mấy anh chị. 250k mã S42 ha. Mới tinh, hồi cái bông nó đẹp vô cùng. Tiếp tục là một em màu đen mấy anh chị. Màu đen, em này là chỉ là một màu đen vậy thôi mấy anh chị ha. Là vải, giống như vải phi vậy mấy anh chị. Vải phi bóng vậy đó ha. Đó, mà vải nó dày nha. Rồi cái dây của nó là khoảng một phân hơn, à, cùng cứng khừ mấy anh chị ha. À, mới tinh nè, đây mặt mặt sau có một ngăn, không có lỗi nha mấy anh chị ha. Bên hông đầu này kia là nói chung là nó rất là mới luôn nha ha. Chỗ này nó có bị hơi cấn cấn chỗ này ha, này chắc em để thôi mấy anh chị, có bị cấn chỗ đó chút xíu. Mặt sau để không khó coi lắm, để mở ra bên trong mấy anh chị. Ồ cái này ngon mấy anh chị, cái bên trong em này được hai ngăn nè ha. À, một có một cái khóa dựa, cái khóa này mấy chị cái khóa nó đen mà người ta làm cái này lạ ghê này ha. Giải mấy chị, ở trong cũng là lót giải, là có một khóa kéo nè, rồi bên đây là có một cái ngăn nhỏ này, sạch bóng luôn ha.
Khóa kéo thì ngon lành rồi đây. Rồi, được hai ngăn rộng rãi ha. Không lỗi nha mấy anh chị ha. Đó, rồi một ngăn sau nữa. Đây, cái ngăn này thì mình sẽ cũng sẽ nhẹ nhẹ tay thôi, nó không có rộng anh chị ha. Đây. À, size này mấy chị, cao 14, ngang 22 rưỡi. Đáy 5 phân em bán 230k mã S43 mấy chị. 230k mã S43 ha. Một em cườm mấy chị. Đây, em này cái size nó thì to hơn hai mấy cái em vừa rồi. Một em cườm. Em này có một em nói thôi em quên liền mấy chị. Đây, ở chỗ này cái cớp nó bị nứt luôn nha mấy anh chị ha. Cái phần ở chỗ này, đây. Đó, đây nè mấy anh chị ha, nó nứt ở chỗ này luôn nha. Rồi cái cớp này thì cái miệng cớp, cái phần kim loại mấy chị nó không có được mới. Rồi nó có xấu xấu đó, có trầy khờn hơi bị nhiều đó ha. Cái phần này thì rất là đẹp luôn nè mấy anh chị. Đây, cái dây đây còn nguyên hết nha mấy anh chị ha. Cái bông rất là đẹp luôn. À, tông của nó là tím với xanh. Tím xanh. Rồi cái gốc này mấy chị nó còn thẳng thớm rất là đẹp luôn này ha. Ôi, em này bề ngoài thì rất là mới mấy chị, nó chỉ bị cái lỗi lỗi gãy cái phần này, nứt cái phần này nè ha, cái phần phần nhựa này nè ha. Rồi với lại không không được mới cái phần kim loại miệng miệng cớp ha. Bên trong rộng lắm mấy anh chị. Màu tím ha, lót ở trong cái dải của nó bị cái gì á mấy anh chị, đây nè, nó loang loang màu vậy nè ha, dải dải màu tím. Đó, nó bị điều hết cái phần lót mấy anh chị ha. Đó. Đây, cái cớp nó không được đẹp nè mấy anh chị. Đây. Có bị xét luôn ở trong này nè mấy chị ha. Rồi cái trong thì nó rất là rộng luôn, một cái ngăn nhỏ ở phần này mình để đồ được rất là nhiều nha mấy chị nha. Cái phần đáy túi nó rộng lắm nè, nếu mà mình em không bỏ đồ ra thì nó mình cầm cái túi nó sẽ bị nó vuông luôn, nó góc nó vuông hết mấy chị. Đây cái vơ nó đẹp lắm, đây hình như bỏ đồ ra mấy chị cái túi nó đẹp hơn nữa ha. Nó đẹp hơn là độ mình độn nó tròn thì em thấy nó để tại vì nè cái cái phần này người ta có điểm đáy mấy chị, nó cứng luôn nè ha. Đó, nó thẳng thẳng băng cái đáy luôn nè ha. Rồi để như vậy rất em thấy rất là đẹp nè ha. Đựng độ ít thôi, mình nãy em độn hơi bị quá tay ha. À, size là 18, cao ngang là 26, đáy 6 phân. Em bán 250k mã S55 mấy chị. S55 250k ha. À, không có mất hạt nào mấy chị. Rồi em qua mẫu. Một em này là da mấy anh chị, là da thật ha. À, em này là da bóng. Ôi, phần da nó rất là đẹp luôn mấy anh chị ha. Cái mặt trước nè là thấy là láng o đẹp này ha. À, dây này là bản cũng 1,5 nè, sách tay nè, gốc đáy nè còn rất là đẹp, mới ken à mấy anh chị, gốc đáy không trầy khờn không gì hết. Rồi cái da này mẹ mình cầm nó đã lắm mấy anh chị, nó láng lình trơn dữ lắm, đã lắm. Rồi bên ngoài thì nó không có vấn đề gì luôn mấy anh chị ha, nó rất là đẹp luôn. À, cái size này được đẹp nè mấy anh chị ha, cái size nó nhỏ nhỏ cưng cưng này ha, form này cũng vừa thôi chứ không có dày lắm. Rồi bên trong mấy anh chị là lót phun sơn, cái lót phun sơn nó không được đẹp thôi. Đây cái lót phun sơn thì nó khô nha mấy anh chị ha, nhưng mà nó có bị móc móc nè, đây móc móc trắng này ha, nó khô queo à, nó giống như để bị ẩm á mấy anh chị. Đây có một cái ngăn nữa ha, rồi cái dây của nó là gì nè mấy anh chị ha, dây này có thể tháo ra dây ra luôn ha, có hai cái nút bấm nè. Đó, dây nó thì rất chắc chắn lắm mấy anh chị ha. Đó, nó phần nó khô queo nha mấy anh chị, nó không có bị ướt ẩm tay gì hết nha ha. Đó, nó chỉ phần trắng này nó trắng trắng vậy thôi, nó giống như bị ẩm, em nghĩ không biết lao ra không coi. Đó. Bên ngoài thì rất là đẹp. À, cao 16, ngang là 22 rưỡi. À, em bán em này là 180k mã S59 mấy anh chị, 180k mã S59 ha. Rồi em qua mẫu. Rồi một em cớp nữa nè mấy anh chị ha. Em này thì là tông vàng ha. Rồi ngoài này là nó hơi nâu nâu bên hông. Ồ, người ta phối hai màu. Rồi tông của nó là vàng. Dây xích nè mấy anh chị, vàng như 24 ha. Rất là đẹp. Mới kèn. Rồi em này rất là mới nha mấy anh chị ha. Khoen khóa rất là đẹp nè. Cái miệng cớp nè, đẹp lắm luôn nè. Như mới ha. Rồi form nó cũng còn cứng khừ nè mấy anh chị. Cái này là để coi nhìn cái bông hoa hả. Cái này vàng, nó vàng nhũ, vàng nhạt nhạt mấy anh chị ha, nó nhũ. Ồ, rất là sang. Form này thì mỏng mỏng thôi mấy anh chị. Bên trong lót vải vải gì ta, màu a mà cũng là màu xám trắng mấy anh chị ha, cũng có hai ngăn. À, cái miệng thì ở mức độ này thôi mấy anh chị ha. Đây sạch sẽ rồi, miệng cớp đây mấy anh chị, rất là đẹp ha, mới tinh nha.
À, cao 14 ngang 20, cái size này thì nó nhỏ nhỏ hơn đó mấy chị. À, 14 20. À, em bán là 250k mã S62 mấy anh chị. 250k mã S62, điện thoại vẫn vừa hết nha mấy cô chú anh chị. Một em màu cam, màu này tươi rối mấy anh chị ha. Bông. Rồi, cái này cũng phơm mỏng mỏng nè. Đây, em này thì là dạng 18 anh chị, em nãy là dạng 24, cái dây nó là 18 nha. Đó, cũng sáng trưng. Đây, cũng mới ken mà em này cái phần kim loại này nè mấy chị là người ta làm sáng mờ, không có phải là bóng lưỡng nha. Đó, rồi cũng mới ken mấy anh chị, mặt này hai mặt nó giống nhau ha. Bên hông nó rất là đẹp luôn này ha. Không có lỗi gì hết trơn trọi mấy anh chị, bóng ngời sang sang vậy này ha. Bên trong nè. Khóa là cái phần miệng cốp này thì đơn giản hơn. Rồi cái cốp này thì nó được cái nó rộng rãi hơn. Lót à, giải gì bóng bóng sạch bóng luôn nha mấy anh chị ha. Có một cái ngăn. Đây rồi. Cái này thì nó thoải mái cái miệng cốp. Sạch sẽ. 15 21 mấy anh chị ha. À, em bán là 250k mã S37 mấy anh chị. 250k mã S37 ha. Rồi, qua mẫu mấy anh chị. Một em cũng đi tiệc mấy anh chị ha, màu đen. Em này thì cái size nó là to hơn mấy cái vừa rồi mấy anh chị. À, màu đen rồi người ta may cái đường chỉ này là cái dải mấy chị, người ta may lên ha. Cái này là dải thôi, dải thôi, không phải là dải bóng mấy chị, dải bình thường thôi, dải dày thôi ha. Phần này như thấy nó bóng bóng hơn. Rồi cái dây thì nó cũng còn cứng khừ mấy chị, cái phơm nó cũng còn rất là đẹp luôn, cứng mới tinh mấy chị ha. Rồi cái này là mặt trước dày, mặt sau thì là chỉ một màu đen. Đẩy túi à, cái này có bốn cái đinh nè mấy chị, rất là thẳng thớm rồi này ha. Bên hông. Ôi, em này cũng em nó cũng còn mới tinh mà. À, em này có phát cái miệng mấy chị. Em này là có phá miệng không phải là cớp mấy chị ha. Đây, cái này thì mình có thể mở ra luôn nè, cái pha cái dây kéo nè. Đây, cái túi thì rất là rộng đây. Đẹp lắm mấy chị. Ở trong là lót gì ta? Lót da BU mấy chị, da BU. Có một cái ngăn nè. Sạch sẽ ha. Rất là sạch luôn. Mới tinh. Có khóa kéo đàng hoàng. Đó. Rồi cái này bóp lại. Mới ken luôn. Đây, phơm cứng ngắc mấy chị ha. À, cao 20, ngang là 26, đáy 9 phân. À, em bán 250k mã S57 mấy anh chị. 250k S57 mấy anh chị ha. Màu đen. Một cái cúp da mấy anh chị. Đây, bằng da ha. Là miệng cốp. Rồi da nó như là da dê mấy anh chị, nó đẹp lắm, nó đã tay dữ lắm luôn ha. Cái phần da này nó mới tinh nè mấy anh chị, không trầy khờn không gì hết ha. Rồi cái miệng cốp á, thì là người ta cũng bọc da nè ha. Rồi phối xích, đây cái xích nó thì nó màu gì nè mấy chị, màu giống như màu vàng đồng giả cổ vậy đó ha. À, cái màu nó chứ không phải nó cũ mấy anh chị, cái màu của nó là vậy á. Này cái đây nè, cái này là cái nút cốp này ha, sáng trưng nè, láng lình nè mấy anh chị. Nút này là lại sáng hơn cái phần dây xích. Cái nó cốp này ở trong nó rất là rộng mấy anh chị. Dây da, cái dây mấy anh chị là nó khoảng một phân, dây còn cứng khừa mấy anh chị. Bên trong rất là rộng miệng cốp. Đây, rộng lắm luôn ha. Ủa này có ngăn này mấy chị đây, một ngăn, hai ngăn là giải dày mấy anh chị ha, rồi người ta cũng có bọc phối da này ha. Hai ngăn bên đây. Có một cái khóa nè. Rộng luôn mấy anh chị. Đây nó ha, cái cốp này rất là rộng rãi, cái miệng nó rộng mà ở dưới cốp nó cũng nè, người ta xếp dúng á mấy chị ha, thành ra là cái cốp nó rộng rãi lắm, cái phần đáy túi nó rộng. Rồi ngăn được nhiều, hai ba ngăn đây. Rồi ủa rồi đâu rồi, sai rồi, nó mất tiêu rồi mấy chị, chết rồi. Rồi em này á mấy chị là em bán 200k mã S62 mấy anh chị, 200k mã S62 ha, da nha mấy chị. Rồi em mở. Rồi em này thì nó như sọc mấy anh chị ha. Đây em này thì phơm mỏng nè, phơm rất là nhỏ mấy anh chị ha, cũng còn rất là đẹp luôn. Đây vàng khóa này, mấy dây nè mấy anh chị, vàng ha, vàng tươi. Đây miệng cốp cũng đẹp luôn, à, mới tinh. À, hai mặt nó khác nhau mấy chị ha, đây là không có bông, ở đây là có cái bông. À, màu thì quá trời màu. Đây, cái phần đề này đẹp lắm anh chị ha. Đây,
Cái này cũng có hai ngăn mấy anh chị ha, lót ở trong là màu vàng hột gà cũng rộng nó, thấy cái cớp nó nhỏ nhỏ mấy chị, nhưng mà cái miệng cái túi này thì lại được to, lại được thoải mái này ha. Đây, cái này thì nó có vài vài chỗ đây bị có vết vết nên mà chị nhẹp lắm ha, gì đó chỗ này sao à, cái này bẻ xuống mấy chị ha. Đây, miệng cớp cỡ kính vậy nè ha, cái nào cũng vậy hết trơn. À, K15 ngang 21 em bán 200k mà S36 mấy chị, 200k S36 ha. Rồi. Rồi, em này thì là một màu đen mấy chị. Đen luôn ha, cũng là miễn cớp. À, dây của nó là nó màu đen luôn vậy nè mấy chị. Đây. Ôi, miễn cớp thì cũng còn đẹp, cũng còn sáng trưng. Đây, rất là đẹp luôn, cũng mới tinh hả mấy chị. Này cũng là vải thôi ha. Vải này thì nó bình thường thôi chứ nó không có bóng, không có gì hết á. Đây. Cái phần này xem thấy nó có gì ta? Không. Đây, rồi, miếng cớp sáng choang mấy anh chị ha, bên trong cũng phơ mỏng mỏng thôi. Rồi, cái miếng cớp thì cũng lại rồi thoải mái mấy anh chị. Ở trong là cái lót vải, vải nó giống như vải linen nha mấy anh chị. Cũng có hai hai ngăn nhỏ ha, sạch sẽ mấy anh chị, sạch luôn á. Rồi, điện thoại rồi cũng thoải mái ha. Mặt phơm này là mỏng thôi nè ha. 13 cao á mấy anh chị, ngang là 23. Em bán 200k mã S49 mấy anh chị. 200k S49 ha. Rồi. Rồi, một em này là da mấy anh chị. Em này là màu nâu đậm luôn ha. À, da bò dập vân vân điểu mấy anh chị. Đây. Ồ, em này thì phơm dáng còn rất là đẹp mà da thì nó có bị trầy khờn mấy anh chị. Đây, nó có bị đây để coi em thấy nó hơi cũng rất là nhạt mấy anh chị, cũng khó thấy lắm nha. Đây, đây nè mấy chị, đây. Đó, nó có bẹt bẹt màu chút xíu mấy cái chỗ này nè, mấy cái chỗ này nè. Đó. Ồ, da thì dày dữ dằn luôn anh chị ha, miệng cớp rất là đẹp luôn, đây thẳng đẹp lắm rồi, người ta cái miệng cớp người ta vẫn cũng bọc da anh chị ha, dây dây thì cũng còn cứng khừ anh chị, dây còn đẹp đây mà nó có màu nó anh chị, nó có bạc bạc này ha. Đây. Đó, cái phần độ mới của da thì độ bóng có này kia ha, nhưng mà có trầy khờn da, rồi phơm thì rất là đẹp, da dày phơm đẹp lắm luôn ha. Này, cái này là cái mỡ này anh chị, khoen khóa thì cũng được mấy anh chị ha, không có rỉ sét gì hết nha. Ồ, sáng còn sáng lắm. Đây, miệng cớp. Ok, cái phần miệng cớp này là rất là đẹp luôn mấy anh chị. Này mình dặn à, mình xay cái bên trong nó rộng này mấy anh chị, rất là rộng luôn. Ồ, đẹp lắm nha, bên trong à, một ngăn nè, một khóa mấy anh chị ha, bên đây là một ngăn nữa đó, nó rộng rãi dữ dằn, bằng vải giống như vải phi bóng vậy ha. Đó. Cái miệng cớp nó khá to rồi, đậy lại nè mấy chị, cái phần miệng cớp coi nè, nó sát nè, nó sát do luôn này ha, nó thẳng thớm rất là đẹp luôn. Mở ra là cái này nè mấy chị, mình mở cái này nè. Rồi, một em đi tiệc màu nâu nâu đậm luôn ha, size là 19 cao 25 anh chị, đáy 4 phân. À, em bán 250k mã S56, 250k S56 anh chị ha. Da thật nha mấy anh chị ha, da bò dập vân đà điểu ha. Rồi, em qua mẫu. Một em vải mấy anh chị ha, cũng là xách tay đi tiệc ha. Rồi, vải người ta có dệt hình này cảnh rồi mấy anh chị ha, cảnh sắc người rồi này kia. À, đây. Vải đẹp lắm. Vải như giống như là vải xốp xốp vậy mấy anh chị, em thấy nó có nó dày dày đây. Rồi, vải màu đen ha. Cái phần dây á mấy anh chị là da, đây là da bò ha, là da thật mấy anh chị ha. Rồi, cái phần này nè cũng là da này ha, dày lắm luôn cái phần này. Da thật rất là dày luôn, miệng cớp cũng còn đẹp lắm. Cái màu nó là nó đen thì không phải đen mấy anh chị ha, nó hơi lạ lạ đó. Nó tối tối màu đó mà không phải đen, giống như là xám đúng hơn vậy đó ha. Đó, cái phần bên hông nè, cái da này đã lắm anh chị, mới tinh. Đây, đãi túi cũng rất là mới luôn ha, da phối vải mấy anh chị ha. Đây, nguyên cái phần này nè mấy chị là da hết nè ha, cái tay cầm này nè ha là da, rồi mới tinh nha mấy anh chị. À, có miệng cớp rồi, có hai ngăn nữa. Ủa, mở làm sao quên nữa à? Đây, dễ mở lắm anh chị, tại em cứ quên bên. Đây, cái miệng cớp thì nó rộng mấy anh chị, rất là rộng rãi rồi nè, mở ra nó thoải mái, không có bị sợ. Một khóa kéo, bên đây là có một ngăn.
phá nhỏ xíu, phay ca ca. Rồi cái miệng đây là mấy chị, cái này nó sẽ cái miệng cớp nó sáng tròn luôn nha mấy chị ha. Nó cái màu của nó vậy thôi nhưng mà nó rất là sáng luôn, nó không có trầy khờn, không có gì luôn mấy chị ha, đẹp lắm ha. Rồi cái phần này là miệng cớp, cái này ở đây có hai cái ngăn này mấy chị, là giải ở trong là cũng là giải nè, hai bên ha, hai bên có hai cái ngăn. Hai cái ngăn này thì mình không có mở to được mấy chị, không có, không có đây ở cũng được mấy chị, đây cũng được chứ. À, đó đúng rồi, cũng được chứ không phải là không đến nỗi là không dám mở mấy chị. Thoải mái cái túi ha, cái size này rất là đẹp nha mấy anh chị ha, cũng là một màu đen, cao 16 ngang 22 đái 8 phân. À, em bán là 250k mã S60 mấy anh chị, 250k S60 ha. Mà em này cái phần này nó đẹp lắm ha, cái hoa văn đẹp. Một em nhũ vàng, ê cái màu này nó nhạt lắm mấy anh chị ha, nó ánh ánh vàng rất là nhạt. Đây dây cũng còn sáng trưng vậy nè mấy anh chị ha, cũng mới ken nè, khoan khoa cái phần quyển cốp này cũng không một vết trầy khờn gì luôn nè mấy anh chị ha. Đây đẹp lắm luôn nha. Cái phần này thì em thấy nó có bị vài chỗ là nó bị đây, nó hơi đậm đậm màu nè mấy chị, nhìn nó không thấy dơ mà sao mình cảm thấy mình đưa tới đưa lui mình thấy nó đậm đậm chỗ đó thôi chứ không phải là cái vết dơ, em không biết nó là nó gì nha. Đây nó cũng có này mấy chị ha, đó đây một vết này ha. Rồi miệng cốp thì đẹp rồi nè ha, mới tinh rồi nè, nó bị hai chỗ sậm sậm màu đó, bên trong cũng là lót màu màu vàng mấy chị ha. Một có một cái gương nữa này ha, bên đây có một cái ngăn gương màu trắng. Đây miệng cốp đẹp vậy nè mấy chị ha, cứng khừ. À, cao 14 ngang 23. À, em bán là 200k mã S61 mấy anh chị, 200k mã S61. À, được cái là nó cái phần này mấy chị nó rất là sang, nó ánh ánh á, nhìn nó rất là sang, cái không có bị thấy cũ, nhìn nó mới tinh nè, nó sang vô cùng. Một em màu đen nữa mấy chị, em này cũng sắp tay ha, em này thì cái size nó hơi là lớn hơn mấy cái vừa rồi nè mấy chị. À cái bản tay dây là 2 phân, đây cứng khừ nè mấy chị ha, cái vòng này nó còn tròn trịa đẹp, nó không có gãy mấy chị, cứng ngắc. À đây cái dây này là dây cứng nha, mặt trước nè, à mặt sau không có ngăn. Đây người ta có phối một cái này để, bóng bóng giải này ha, cũng là giải mấy chị ha, đái túi thẳng thớm này mấy chị, rất là đẹp cái phần đái túi luôn ha, thẳng băng có 4 cái đinh. Bên hông đây phơm dáng còn rất là đẹp, cứng cứng khừ. Bên trong rộng này mấy chị ha, cái này túi này rất là rộng. Em này là đây có chữ Tokyo Egin gì nè mấy chị ha, đây một cái ngăn, ở trong thì cũng là giải rồi ha, quá trời rộng luôn nè ha, cứng ngắt cái phơm đó, phơm đẹp lắm ha. Rồi à, size của em này là cao 18 ngang miệng là 22 ngang đáy là 24 đáy 8 phân. Em bán 250k mã S58 mấy anh chị, 250k S58 ha, màu đen. Rồi em qua mẫu. Rồi cái em này thì là nhỏ mấy anh chị, cái size nó nhỏ ha. À màu đen. À cái dây này thì có một phân thôi, dây này là nó mềm thôi mấy anh chị, nó không có phải là cứng như cái vừa rồi ha. Ngay chỗ này thì có để nó, mình phải treo lên cho nó thẳng dây lại ha. Cái đây có cái hình con chim này ha. À người ta thiêu lên hay gì á mấy anh chị. À đúng rồi, chỉ mấy anh chị, người ta thiêu lên mặt sau. Ồ cái này là có cái đường chỉ, cái đường cái vải màu xám, đường viền ha. Đó. À nguyên cái bên này là màu xám mấy anh chị ha. Rồi còn cứng khừ à, phơm cứng ngắc luôn mấy anh chị ha. Bên trong đây thì cái em này thì nó gọn gọn thôi mấy anh chị ha. Đây bên hông nó chỉ xếp như vậy vậy ha, ở trong thì nó một ngăn một thôi, có thêm một ngăn nhỏ. Cái phần này nó cứng lót, người ta làm cái giải gì cứng nhắc hả mấy anh chị ha. À cái dây này mấy anh chị là có thể tháo ra. À, nếu mà mình không muốn xách tay, mình cầm tay thì mình tháo dây ra được hết ha. Đây. Size gọn. À cao 14 ngang 21, em bán 180k mã S48 mấy anh chị. 180k mã S48. Một em màu này màu gì mấy anh chị? Màu cam hả? Cam. Rồi ở trên đây là nó trắng nha. À cũng bóng. À cái phần này nó hơi giải, nó gì nó lạ, nó ngộ mấy chị, nó bóng rất nè. Cái màu trắng bên này nè mấy chị, nó trắng bạc nó đẹp ghê luôn nè. Nó sáng, nó chiếu. Đẹp lắm luôn. Rồi, hai mặt này thì giống nhau mấy anh chị ha. Em này thì cái khóa nó ý cái dây nó màu trắng vậy ha. Khoen khóa thì cũng đẹp luôn nè ha, màu trắng bạc. Rồi, cái nào cái đầu cái miệng cớp nó cũng đẹp hết mấy anh chị. Ở trong là lót vải màu vàng, ở trong thì nó có vài cái vết mấy anh chị ha. Đây cái vết sậm sậm mà. À, một vết à, đây một vết thôi. Ở trong cái vải nó là
Nè, người ta cũng làm cứng nhắc hả mấy anh chị. Một ngăn, đây một ngăn nữa ha. Cái miệng cốp này thì thoải mái nè ha. Đây, này mấy anh chị bên hông á nè, nó đẹp ghê không? Trắng tươi luôn ha. Rồi, cái miệng cốp đây. Size cũng là như nhau, nhưng mà cái form này cũng nhỏ nhỏ hơn, có form to, form nhỏ mấy anh chị ha. Cao 13, ngang là 23. Em bán 180, mã S38 luôn chị, 180k, mã S38 ha. Rồi, qua mẫu mấy chị. Rồi, cái này là ví cầm tay mấy anh chị ha. Rồi bông, bông này giống như bông cúc vậy ha. Rồi, màu cam ha. Màu này phải màu cam không mấy anh chị? Đây. Ồ, nó đẹp mấy anh chị ha. Màu nó tươi rối luôn ha. Rất là đẹp. Rồi, cũng mới ken hả mấy anh chị ha. Đây, đó, nó chỉ đơn giản vậy ha. Mình cầm tay rất là sang luôn ha. Bên trong. Màu vàng, vàng vàng chóe luôn mấy anh chị. Đây, cái hông nó thì nó như vậy nè mấy anh chị ha. Cái ở trong thì nó sạch mấy anh chị, ở trong rất là sạch sẽ nè. Một ngăn, đây ngăn, hai ngăn ha. Màu vàng cũng là giấy mấy anh chị. Mà nó sạch, nó là thẳng băng cái phần đáy túi luôn mấy anh chị ha. Đây, hình như hình như cái bên hông này mấy chị, hình như em thấy nó có ấy màu phải, nó có vài không biết phải không mà sao em thấy nó hơi đậm 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 ta, hay là ánh đèn em không biết nó chá chá là sao đó. Mặt phần ngoài nó rất là đẹp mấy anh chị ha, nó không có một cái vết xước dải nha mấy anh chị, nó thẳng hết trơn luôn ha, nó láng o hết luôn từ góc đáy này ha, nó không có một cái trầy cái khờn gì luôn nha, không có một xước chỉ, màu rất là đẹp này, phối theo đồ đẹp mấy anh chị ha. Cao 12, ngang 21. Em này là em bán 180k, mã S45 mấy anh chị, 180k, mã S45 ha. Một em màu hồng, em này cái mẫu đẹp lắm rồi mấy anh chị ha. Đây, màu hồng, hồng thì nó nhạt nhạt thôi mấy anh chị, nó không có bị tươi rối ha. Hồng, hồng rồi có trắng ha. Rồi, thành ra là mình nhìn nó không có bị sặc sỡ lắm. Màu nó được lắm ha, nó nhu nhu. Rồi, cũng là mới tinh mấy anh chị ha. Kiểu nó thì cũng giống giống nhau vậy ha, cái dạng cầm tay vậy thôi. Đây, bên trong cũng là lót y chang cái màu giống em nãy nè. Đây, màu vàng. Có cái gì nữa đây? Có một cái gương. Cũng một ngăn lớn, một ngăn nhỏ ha. Bên đây cũng có một cái ngăn nữa. Đây, ngoài này ha. Đây. Bên hông. Ship. Mới tinh. Có một cái kiếm kiếm một chút. Trong không một vết dơ mấy anh chị. 12 cục 12 21 mấy anh chị ha. Em cũng bán 180k, mã S46 mấy anh chị. 180k, mã S46 ha. Rồi, hai em màu đen mấy anh chị. Một em thì nó có cái chiều cao hơn. Cái chiều ngang nó thì nó tương tự nhau thôi này ha. Đó, mà cái em này thì cao hơn. Em này nó thấp hơn. Này. Rồi, cái em này cao cũng là giải mấy anh chị. Thực ra là màu đen thì mình rất là dễ sử dụng quần áo, mình dễ phối đồ gì mặc gì mình sử dụng cũng được hết ha. Đó, màu đen cũng mới tinh mấy chị, là giải. Đây. Bên trong. Bên hông của em này thì đây là vậy, không có phải là zip ha. Có một cái ngăn, một ngăn thì một ngăn này nữa, cái ngăn này nó dúng dúng miệng ha, khung. Này. Bên đây một ngăn nhỏ nữa ha. Đơn giản, sạch bóng nha mấy anh chị ha. Rồi, em bé em này là 150k, mã là S53 mấy anh chị ha. 12 21 rưỡi. 150k, mã là S53 ha. Rồi, em này thì thấp hơn ha. Là cái dạng sọc xéo. Cái em này thì cái sọc đó, nó ô ô. Này là sọc xéo qua luôn ha. Cũng là giải này, để giống như giải xốp vậy mấy anh chị ha, nó dày. Cũng là mới tinh. Em này thì khác là ship. Bên hông nó ship. Này. Rồi, có một ngăn thôi mấy anh chị ha. Đây là một ngăn thôi. Cái này thì nó mỏng. Mười một hai mươi mốt mấy anh chị ha, 150k, mã S44 mấy anh chị, 150k, mã S44 ha. Ví cầm tay hai màu, hai cái màu đen. Rồi, ba em này. Thôi em màu tím này trước đi, em thấy màu này đẹp quá.
Cái này là cái tông tím mấy anh chị ha. À, hình kêu có cái quạt này, đây là màu vàng, em này mới tinh mấy chị ha, đẹp lắm luôn, nó ánh này, nó nhũ đẹp ghê. Bên trong em này là nó có bị dơ cái chỗ, có vài chỗ mấy chị đây, nó có đậm 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 màu này ha. Nó cũng có hai nha, bên hông thì mới tinh nè. Này đó, cái phần lót ở trong thì nó không không có bằng mấy em vừa rồi ha. À, cũng là 11 22 mấy anh chị ha. Em bán 120k, mã S54. 120k S54. Em này thì cái gam màu nó nhu nhu, nó rất là đẹp, cái màu tím với lại cái gì? Tím hồng ha. Tím vàng ha, tím với vàng. Rồi, em này thì là màu vàng, cái bông. Rồi, cũng là nhũ vàng mấy anh chị ha. À, mặt sau là nó có một màu thôi. Cái này nó cái màu nó giống như lon lon vậy mấy anh chị. À, bên đây có một cái vết này, đây em này hình như có hơi có bị mấy vết nha chị. Bên trong thì lại sạch sẽ, đây giải ý cái phần lót ở trong có để xuất tiền luôn mấy chị, tiền Nhật hay tiền gì đó. Rồi có cũng có một cái gương hai ngăn mấy chị, gì đây, ở đây là còn để giá tiền hay gì nè mấy chị, 3.800 gì đó không biết nhiêu tiền không biết, một ngăn lớn một ngăn nhỏ ha, có một cái gương. Bên trong thì lại là sạch, không có bị cái vết nào hết anh chị. Đây, bị ở ngoài ha. Rồi em này 100k mấy anh chị. Mã S47, 100k, mã S47 ha. Rồi em này thì chim cò. Đây. Đỏ, cũng là cái tông vàng mấy chị ha. Em này thì em lại cái cảm thấy là ở ngoài nó không có được mới như em kia, nó hơi cái phần này em thấy nó hơi bị cũ hơn chút xíu, nó có sạm màu hơn á, đúng rồi đó. À, nó không có được sáng ngời như mấy em kia mấy chị ha. Ồ, bên trong thì lại đẹp dữ. À, cái chỗ này nó có bị cấn rồi nè mấy chị. Đây. Có bị cấn cái phần nắp nha. Này, nhưng mà khi mình đậy lại thì nó không thấy ha. Đó, mà khi mình mở ra thì ngay chỗ này. Rồi, trong là lót một màu vàng. Vàng này vàng kim á mấy chị ha, đẹp ghê không? Hai ngăn mấy chị ha. Trong rất đẹp quá, vàng ánh kim. À, em này là có một cái ngăn ngoài nữa này mấy chị ha, đây ở trong hai ngăn một ngăn ngoài. À, em này là của đâu rồi ta, 11 22 mấy chị ha. À, em bán 100k, mã S52, 100k S52 ha. Một cái ví bằng vải màu đỏ tươi luôn mấy chị, mới tinh luôn ha, bằng vải giống như vải xốp vậy ha, nó đơn giản lắm ha. Đây đó, mà rất là mới luôn. Bên trong đây vải bóng mấy chị ha. Rồi, nó chỉ có một cái ngăn vậy thôi đó. Đây, màu nó đẹp ghê luôn ha. À, 14 21 mấy chị ha. Em bán 120, mã S40 mấy anh chị, 120k S40. Vải rất là dày nha mấy anh chị ha, chứ không phải là vải mỏng mỏng đâu. Dày chặt cái túi lắm rồi, lót trong đẹp ghê luôn này ha. Đút bấm thì ngon lành. Này. Em có một cái này, vải mấy anh chị ha. Nó đẹp ghê luôn mấy anh chị. Đây, à nó cao nha ha. Rồi cái phần này là gỗ mấy anh chị. Đây, ha, cái miệng nè, đây, mình lấy lại thì nó vuông vậy nè ha. Bên trong là lót vải màu nâu, mà cái vải này không biết phải là nó vậy, nó có cái giống như nè, có cái màu màu có nè mà chị, đậm nhạt này ha. Cái vải thì đẹp nhưng mà không biết phải là dơ hay không, mà mới ken cái phần ngoài hả mấy chị. Đây, cái vải ngoài ha, nó đẹp dữ dằn luôn mấy chị, không có này là dính dơ nè, dính ở dưới dính mấy chị, dính dơ nè, nó rất là sang cái phần vải luôn ha. Đấy, đẹp ghê không, mà cao lắm mấy chị ha. Rồi, mới tinh cái phần vải đây, cái phần gỗ này mấy chị. Này, gỗ nha. Ủa mà em không biết phải gỗ không mấy chị, nó cứng khừ mà em không biết phải gỗ không nha. Đó, nó kêu vậy đó mấy chị. Cao 38, ngang là 31. À, cái này thì mình đựng ví dụ như đi đâu đựng giày dép rồi này kia đó mấy chị ha, nó nhẹ tơn vậy nè ha, xách vậy đó, rất là gọn luôn đó. Đựng mình đi du lịch hay gì mình đựng là nhẹ nhẹ đồ vậy đó, linh tinh đó. Rồi, size em này là 38, 31 mấy chị. Em bán 150k, mã của em này là S39 mấy chị ha. Này, 38, 31 là gần 4 tấc luôn á mấy anh chị ha, nó cao lắm ha. Vải nó cực đẹp luôn. Rồi, một em này mấy anh chị. Cái màu nó nhu lắm nha, màu vàng. À, cái vải nó làm gì ha. Này, màu vàng. Rồi, mới cũng mới tinh hả mấy anh chị. Em coi cái này. Đây, mới tinh ha, màu nó nhu dữ lắm luôn ha. Bên trong nó chỉ có một cái ngăn vậy thôi.
Này, đó. Rồi lót cũng sạch bóng nha, cái vải lót cũng đẹp quá. Sang. Đó, đơn giản, sạch sẽ. À 100k mấy anh chị, 12 21. Mã là S52. 100k S52 mấy chị ha. Rồi. Em này vải mấy anh chị ha. Để coi vải nó là cái gì, nó vải nó cũng dày chặt lắm mấy anh chị ha, mà cái màu nó đẹp, đỏ, nâu ha. Bên trong nè, mới tinh nè mấy anh chị, phần ngoài không đổ lông, không có gì hết trơn ha. Bên trong đây. Bên trong này là một ngăn ha, lót vải đẹp nữa này ha, màu đen. Một ngăn này nhỏ ha. Ở bên đây là có khóa kéo nè. Cái phần này mấy chị nó lót giống như vải vậy, vải bằng giấy vậy đó, nó giấy nhưng mà nó dày, nó lạ lắm. Đó, màu trắng. Có khóa kéo nha. Đó. Vải mềm vậy đó mấy chị ha. Có cái chiều ngang. Rồi cái size đâu rồi? Rồi không có cái size rồi. Em này là 100k S42 mấy anh chị. Mã S42 ha. Rồi em qua mẫu. Rồi em này em đeo chéo size nhỏ nhỏ cưng cưng mấy anh chị, nó giống người ta. Tháo cái này ra thì nó là cũng như là một cái ví rồi ha. Đó, mà nó có dây đeo, dây bản một phân, dây còn đẹp lắm. À, da thời trang thôi nha mấy anh chị ha. Phối hai màu là đen với nâu. Đây. Mặt này là mặt mặt trước à. À đây, nó có một cái ngăn này ha. Ngăn này rộng lắm. Nút dán ha. Rồi có hai khóa kéo miệng, dây có thể tháo ra. Bên trong đây này là một khóa kéo này mấy chị ha, có hai ngăn, đây một ngăn nhỏ nữa nè, này cái giấy cái gì đó, cái này người ta may trong đây luôn nè mấy chị, đây ha, hai ngăn. Rồi bên đây là cái một cái ngăn này nè, là đây là một ngăn giấy dù mấy chị ha, một ngăn. Rồi đây là chỗ để thẻ quá trời luôn ha, để thẻ cạp đây, này là ở trong nữa ha, cái này để làm gì mấy chị, có cộng thun này làm gì ha. Đó, hai ngăn, khóa kéo ngon lành anh chị ha. Cái này còn mới tinh rồi anh chị, nhưng không phải da thật thôi. Rồi. À, cao 11 ngang 18 mấy anh chị ha. À, em bán 150k S63 mấy anh chị, 150k S63 ha. Cái size nó cưng cưng. Rồi, em kết thúc video này đi mấy cô chú anh chị. Bữa nay thì em lên một ít vậy thôi ha. À, em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem và ủng hộ. À, em xin chào và hẹn cô chú anh chị vào thứ tư ha. Thứ ba thì em sẽ nghỉ một ngày. Rồi em xin chào ha.